Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Trong chapter 1414 mới nhất, Mother Flame đã lộ diện. Đúng như tên gọi của mình, nó cho thấy vì sao Vegapunk lại chọn cái tên Ngọn Lửa Mẹ để đặt cho thành tựu phải gọi là kinh điển nhất của ông, bên cạnh Punk Record. Mother Flame cháy được cả ở trong nước, chỉ là ngọn lửa nhỏ nhưng nó lại tạo ra một sức công phá không tưởng, dễ làm người ta liên tưởng tới lò phản ứng hạt nhân và bom hạt nhân. Nhưng ước mơ của Vegapunk không phải là chế tạo một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, mà ông chỉ muốn tạo ra nguồn năng lượng vĩnh cửu, chia sẻ miễn phí cho tất cả người dân trên thế giới, qua đó chấm dứt chiến tranh. Mà Mother Flame có lẽ chính là mặt trời của riêng Vegapunk, ông đã bay quá gần mặt trời là vì thế. Ước mơ tuy trong sáng nhưng cái gì cũng có hai mặt, Vegapunk đã vô tình tiếp tay cho Ngũ Lão Tinh hủy diệt cả một đất nước. Bởi phát minh này chính là nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất, lò phản ứng đặt tại Laphace đủ để cung cấp năng lượng cho cả hòn đảo. Nếu xây dựng thêm vài nhà máy như vậy nữa thì thế giới sẽ chẳng bao giờ lo thiếu năng lượng. Vegapunk gần như đã tạo ra mặt trời, nguồn cung cấp nhiệt năng lớn nhất cho trái đất, đồng thời cũng khám phá ra truyền thuyết bị che giấu về thần mặt trời Nika của người Embap và chàng trai trẻ Joy Boy sinh ra tại vương quốc cổ đại, aka hải tặc đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Từ đó mình muốn đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa Nika và Mother Flame. Phải chăng bản chất nguyên thủy của Hito Tonomi Model Nika không phải là trái quỷ đây? Anh em nghĩ sao về khái niệm trái ước mơ? Hãy cùng Chuyện Tổng Hợp tìm hiểu nó trong video ngày hôm nay nhé. Câu hỏi thứ nhất, tại sao Mother Flame có thể cháy ngay cả khi nó đang trong nước? Cho dù đây là nguồn nhiệt cung cấp năng lượng cho cả hòn đảo Egghead và là ngọn lửa vĩnh cửu mà Lilith từng nói với Frankie đi chăng nữa, thì nó vẫn đi ngược lại tự nhiên, nên mình mới thắc mắc rằng phải chăng Mother Flame là thiên địch của biển cả, một ngọn lửa không thể bị dập tắt, thậm chí có khả năng làm đại dương bốc hơi. Lần duy nhất Mother Flame được sử dụng thử lên Lelouchia, nó không chỉ thổi bay hòn đảo này mà còn tạo ra một cái hố khổng lồ giữa biển. Lúc đó chúng ta đều cảm thấy vô cùng khó hiểu, bởi theo lẽ thường thì khi một vùng đất bị phá hủy, nước biển ở xung quanh sẽ tràn vào lấp đầy khoảng trống đó. Tuy nhiên thì vết tích do Mother Flame để lại không thể khóa lấp, tạo thành một cái thác hình tròn tại vị trí vương quốc Lelouchia trước kia. Giả sử phát bắn xuyên cả vào lòng đất thì nó phải sâu cỡ nào mới khiến nước biển chưa thể đổ đầy được như vậy đây? Mà nếu nước biển đổ xuống đó thì mức nước đáng lý nên phải giảm đi thay vì dâng cao 1 mét trên toàn thế giới. Đó là sự nghịch lý đến khó hiểu, đi ngược lại logic giống như lửa cháy được trong nước vậy. Từ đó mình suy ra một khả năng vô cùng khó tin, đó là Mother Flame có thể là thiên địch của biển cả. Không phải nước biển chưa lấp đầy cái hố ở Lelouchia mà nó không hề chảy vào đó. Nước hoàn toàn không thể tiếp cận với vị trí bị Mother Flame tấn công. Đó là lý do viêm mẫu cháy được ở trong nước. Nguồn năng lượng này khả năng do Vegapunk nghiên cứu từ các ghi chép về vương quốc cổ đại. Các nhà khoa học thời đó đã tìm ra cách khắc chế đại dương. Như giả thuyết về Joy Boy cách đây 2 ngày thì mình có nói rằng Red Line do ai đó dựng lên, giống như Shogun của Wano Quốc xây tường bao để bế quan tòa cảng. Red Line khiến đại hải trình bị đổ đầy nước, làm ngập lục địa cũ của vương quốc cổ đại. Trước kia vốn dĩ đảo người cá không chìm sâu như vậy, người cá từng chung sống hòa thuận với con người, chỉ tiếc rằng những kẻ tạo ra Red Line đã nhấn chìm vương quốc cổ đại, giống như Wano cổ đại đang nằm sâu dưới đáy biển. Và Joy Boy đã ra khơi trên con thuyền mà người Buccaneer đóng cho thanh hải tặc đầu tiên. Ông đã vượt qua dãy Red Line cùng các đồng đội tới một vùng biển mới và đặt tên cho nó là Tân Thế Giới, nơi hiện được cai trị bởi tứ hoàng hải tặc. 100 năm lịch sử trống chính là kỷ nguyên hải tặc đầu tiên, nó đã bị xóa sạch nhằm che giấu sự thật đáng sợ. Thứ nhất là sự tồn tại của Thái Dương Thần Nika, người đấu tranh cho hòa bình và tự do, đứng về phía các nô lệ. Thứ hai là lý do hải tặc xuất hiện, người ta luôn mặc định hồng tuyến và vành đai tĩnh lặng là thiên nhiên tạo ra. Nếu sự thật có bàn tay của con người trong chuyện này thì chính phủ không thể nào cho họ lời giải thích được. Thứ ba, và cũng liên quan tới Mother Flame, vương quốc cổ đại nổi tiếng với một thứ năng lực mà ta thường gọi là trái quỷ. Nhược điểm của một thứ trái cây này chính là biển. Người ăn trái quỷ sẽ mất khả năng bơi và suy yếu khi rơi xuống biển. Vì vậy, liên minh 20 gia tộc do Nerona Imu cầm đầu đã cô lập vương quốc cổ đại bên trong Red Line, đổ đầy nước biển vào đó, nhấn chìm họ, bởi hầu hết cư dân ở đây đều không biết bơi. Theo mình thì các nhà khoa học của vương quốc cổ đại đã phát minh ra hai thứ, hải lâu thạch và một loại năng lượng khắc chế biển cả. Hải lâu thạch là thứ dùng để vô hiệu hóa các siêu năng lực, họ cần nó để trị những kẻ phạm tội, lạm dụng sức mạnh vào việc xấu. Hải lâu thạch được tìm thấy bởi các nhà khoa học cách đây 900 năm, mang nguồn năng lượng giống như biển cả. Và phát minh thứ hai dùng để chống lại biển cả, kẻ thù lớn nhất của vương quốc cổ đại, mang tên lửa mặt trời. Bởi mặt trời không bao giờ tắt, là nguồn nhiệt vĩnh cửu của trái đất, vương quốc cổ đại cũng tôn sùng thần mặt trời Nika, nên họ đặt tên cho ngọn lửa đó là lửa mặt trời, nay Vegapunk gọi là Mother Flame. Nếu như biển cả là thiên địch của trái quỷ,
Imu đọc ngược lại là Umi, tức là biển, trong tiếng Nhật. Vậy thì Imu chính là kẻ đổ nước biển vào trong vòng bao bởi Red Line. Hắn đã dìm chết những người ăn trái quỷ, còn bản thân dẫn thuộc hạ lên đỉnh Red Line sinh sống. Nhưng Umi hay Imu cũng có thiên địch, chính là ngọn lửa cháy được trong nước mang tên Mother Flame. Bằng chứng là Thánh Saturn hình như cũng bị Mother Flame làm tổn thương lúc bước chân vào nhà máy năng lượng Saturn dùng hình dạng yêu quái Giki đâm thủng tường. Ngay lập tức nguồn nhiệt và ánh sáng từ Mother Flame dọi vào khiến ông ta chói mắt. Saturn cũng chuyển từ dạng yêu quái về dạng con người. Ban đầu ai cũng cho rằng Saturn sợ cơ thể khổng lồ đó vô tình lại làm hỏng các thiết bị, tệ hơn là khiến lò phản ứng nhiệt hạch phát nổ. Nhưng đừng quên là Saturn cũng là nhà khoa học, tuy không bì được với Vegapunk thì cũng chẳng ngu ngốc đến mức đấy. Cơ thể yêu quái ít nhiều cũng ảnh hưởng đến vận động trong không gian chật hẹp. Nhưng tại sao thì không ai nghĩ rằng lão ta lại bị tổn thương khi tiếp xúc với nguồn năng lượng từ viêm mẫu đây? Liệu Saturn có phải là hóa thân của quỷ biển hay không? Lấy ví dụ như thế này, Imu viết ngược lại là Umi, tức là biển. Cận thân của hắn ta toàn ác quỷ. Sabo gọi lâu đài Pangea là địa ngục tại vùng đất thánh. Rõ ràng lũ quỷ ấy sợ mặt trời, sợ Nika và mặt trời nhân tạo của Vegapunk. Imu không trực tiếp sử dụng Mother Flame mà sai ngũ lâu tinh làm thay. Chúng cũng cần thời gian chuẩn bị. Dường như không ai trong số đám yêu quái đó muốn tiếp xúc trực tiếp với viêm mẫu. Vậy thì có khi nào trái quỷ đều là hóa thân của quỷ biển hay không? Chính vì vậy nó mới bị biển cả nguyên rùa. Đại dương không muốn chứa chấp ác quỷ nên mọi kẻ sở hữu năng lực trái quỷ đều mất khả năng bơi lội. Ngũ lão tinh, Kroroxi, Kaku đều có đám mây đen quanh cổ và tất cả có thể là hóa thân của quỷ biển, hóa thân của Imu, Umi Bozu chính là quỷ biển. Mặt khác, đám mây của Yamato và Luffy lại có màu trắng. Trong truyện ngắn Roman Door, một phiên bản khác của cốt truyện One Piece, trái của Luffy được gọi là Dream Fruit, tức trái cây ước mơ. Điều này có thể được phản ánh bởi đám mây trắng quanh cổ của cậu ta, đối lập với đám mây đen của Ngũ Lão Tinh, hay Luxi và Kaku. Phải chăng Luffy và những kẻ đó có thể đã ăn những loại trái cây khác nhau, bên cạnh trái quỷ còn một loại trái cây nữa bị chính phủ xóa sạch thông tin khỏi mọi cuốn sách là những trái ước mơ, thậm chí đổi tên, quy chụp toàn bộ đều là trái quỷ. Đang trái quỷ lại lái sang trái ước mơ, chắc chắn sẽ có comment bảo mình là chơi đá, làm content giật tít câu view. Nhưng mà Vegapunk đã nói rằng, mọi trái quỷ đều được sinh ra từ mong ước của con người. Từ thời xa xưa, ước mơ là thứ tạo ra những trái cây mang siêu năng lực. Vậy thì tại sao không đặt tên chúng là trái ước mơ mà lại là trái ác quỷ? Mình xin được lý giải như thế này. Bắt đầu những ước mơ đó rất trong sáng, nhưng khi có quá nhiều sức mạnh, một số người dần biến chất, sử dụng sức mạnh từ trái cây ước mơ để đạt được mục đích riêng của bản thân, đến nỗi đám mây chuyển hẳn sang màu đen. Họ biến thành ác quỷ rồi bị biển cả nguyên rùa. Nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại những cá nhân trong sáng giữ được sự thuần khiết của ước mơ. Có điều trải qua 900 năm tất cả đều được gọi chung là trái quỷ, những trái cây thuần túy mang ước mơ trong sáng của con người, mà hôm nay mình gọi là trái ước mơ đó, được phân biệt với trái quỷ bằng màu sắc của dải mây. Luffy có thể sở hữu Dream Fruit Hitotonomi Model Nika và trở thành kẻ thù của biển, còn Ngũ Lão Tinh lại ăn trái quỷ thực sự, và Mother Flame sẽ là thiên địch của chúng. Dream Fruit sinh ra từ ước muốn của con người, và chúng lại bị trừng phạt bởi mẹ biển cả. Trong khi đó, trái quỷ đem đến những cơn ác mộng chống lại con người, nên chúng bị trừng phạt bởi viêm mẫu. Bây giờ, viêm mẫu chính xác là gì đây? Nếu Hải Lâu Thạch mô phỏng năng lượng của biển cả, thì Mother Flame có lẽ chính là mặt trời nhân tạo. Luffy vẫn chưa tìm ra cách gây ra tổn thương cho Ngũ Lão Tinh, bởi cậu chưa nắm được hết sức mạnh của thần mặt trời Nika. Liệu cuối cùng cậu ta có sử dụng ngọn lửa để làm đả thương kẻ thù và phát huy được sức mạnh thực sự của mặt trời hay không? Luffy có thể chưa hoàn toàn trở thành thần mặt trời và cậu ấy vẫn cần người máy khổng lồ giúp đỡ. Như mình đã nói thì năng lượng mặt trời chính là nguồn năng lượng giúp nó hoạt động. Đồ dự đoán cho tôi 1115 mình cũng tin có robot này muốn nhắm vào Mother Flame. Liệu Luffy, người sở hữu sức mạnh của thần mặt trời Nika, có thể trở thành người khổng lồ để đánh bại Ngũ Lão Tinh hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Đó là toàn bộ giả thuyết của mình. Cảm ơn anh em đã xem hết video này. Nếu thấy hay đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.